Mời anh ra, mời anh ra. Đó. Đó. Mở chữ quá vậy. Dạ, dạ. Khép cửa kìa. Chào chị em anh em nha. Hôm qua xấu, bữa nay đẹp chứ trời. Đẹp không, đẹp không? Đẹp. Tự trên nhảy xuống rồi đẹp không? Đẹp. Đâu rồi đâu? Sáng giờ đợi năm dữ lắm hay không? Rồi ngồi đi đây nè. Trời ơi, nó đi nó. À. Xếp 50. Rung tay hết rồi. Rung rồi. Ngồi xuống năm. Ngồi dưới ngồi. Người ta lấy giùm cái đó coi Nguyễn. Không phải. Này là không có kêu vợ nữa nha, kêu phải ghế. Ghế. Kêu ghế. Không có em. Kêu em. Nó xích vô năm. Rồi xích nè. Hôm qua về vắng hơi rồi về vô hơi lại coi. Vô. Vắng hơi rồi. Vắng hơi rồi. Thử hơi coi mạnh không? Hả? Đưa lỗ mũi vô thử coi. Hơi này mạnh lắm rồi. Mạnh ha. Không có chỗ che luôn hả? Chào nha, chào bên nước trong, nước trong, nước ngoài. Và với cộng đồng mạng, với mấy anh chị em, với mấy anh YouTube, là một lời chào thân thương nhất, là cảm ơn luôn, là xin chào, là trân trọng. Rồi, cảm ơn. Dạ, em chào với anh cộng đồng mạng, chào mấy anh YouTube chứ. Hồi tối ngủ được không chị Tiền? Dạ. Hồi tối ngủ được không? Không. Sao hả? Nắm gỗ quá trời luôn. Cái gì? Dạ. Nhớ anh ngủ không được luôn hả? Rồi, anh cảm ơn em nhiều. Dạ. Quá, nhớ dữ lắm rồi. Cái áo này hồi nào vậy? Dạ, mới mua đó. Gì hả? Dạ. Trời, đẹp ha. Không, quá đẹp. Thử thơm không? Hả? Tôi nó muốn thử rồi. Đâu? Ui, thơm quá. Đánh đúng hơi rồi đó. Hơi. Bởi vì cái bề hôm qua mất hơi về. Chú Năm hồi tối ngủ được không chú Năm? Hả? Ngủ được không? Hồi tối về ngủ được không? Có nhớ hình bóng của nàng không? Nhớ chứ, hình bóng của nàng là lúc nào cũng chập chờn chờn ngay trước mặt anh. Vậy sao ngủ nghe gì sao mà ấy ôm sao mà chúng ngâu gối ôm chứ tưởng đồng tiền không phải. Ôi dồi ôi. Nhớ là gì lắm đó nào. Chạm nhớ. Nhớ gì lắm. Thử này anh Năm có mùi không? Tiền chị Tiền thử anh Năm có mùi không? Thử tao coi húi không? Húi à? Húi hông nát thông, không có hông nát thông? Không. Tao thử coi. Tốt mà. Kiểm chứng đi, kiểm chứng cái luôn. Thử vô cái nắp kìa coi không? Tốt. Không có gì hả? Cái gì thôi, biết cách vậy. Rồi bữa nay tính đi đâu mà bận đầu đẹp quá vậy? Làm cưới. Đấy. Hả? Cưới với Năm chứ đâu. Vậy hả? Bận đồ đẹp cho Năm ghiền luôn đây. Dạ. Rồi cầm tay không buông luôn. Thôi rồi. Ra cũng như là vô điện là hôm qua hết. Cũng như ấy vô rồi nó không ấy. Hôm qua ác quy hết pin rồi. Hết pin rồi. Giờ phải là sạc pin đầy đủ rồi đó. Sạc pin đầy đủ lại. Vô điện rồi. Có đem quần áo hay không? Có. Mấy bộ? Em 3-4 bộ. Qua nhà anh Tiền ở. Chuyến này qua nhà em Tiền ở luôn à. Bán vé số luôn. Đâu dám rồi dạ. Chạy xe qua bánh mình bây nha. Bây giờ 10 công sầu riêng nó bỏ luôn. Đâu luôn, chị này là bán luôn vé số. Tôi bán ngày 300 phải ghe. Dạ, theo vé số ha, ở vé số ha. Chạy xe bán luôn đi cho dài. Một mình có mấy ngày hay. Theo em muốn ha. Lại theo à. Có gì muốn nói với nhau chưa? Rồi như thí dụ anh bán gì, em bán nhiêu tấm rồi anh bán 300 đó. 300 tấm á. Ngày quốc là 300 ngàn phải ghe đó. Dạ em bán 100 mấy được rồi. Vậy có 500 ngày rồi, tháng 15 triệu rồi. Vì viên ngon rồi, xong phải ghe rồi. Vậy là ta kiếm bé sầu riêng được rồi đó. Ừ. Thấy không? Kiếm mà bé sầu riêng được rồi. Em bé là cái gì biết không? Cái em bé là giấy số. À bé giấy số không à, chị ờ, là phải có gà. Thôi đặt tên vé số thì nó hơi kỳ kỳ, cứ đặt tên sầu riêng đi. Ờ, sầu riêng đấy. Sầu riêng đi. Sầu riêng. Chị Tiền nghĩ sao, chịu không? Chịu chứ. Ừ, bây giờ anh Năm về Sa Đéc là bán vé số ha, bán phụ dạ, chị. Dạ. Hai chồng bán cùng lắm là 500 tờ hàng ngày thôi là đủ rồi, xã hội rồi. Dạ, sống rồi. Mà tôi đi tới đâu tôi mời mấy chị em là chị em mua liền à.
2 năm. Mà cái cấp đó mà với tiền thì chắc không ai mua rồi. Sao vậy anh? Ai mua, ai mến mộ nữa. Vì anh có vợ rồi, ai mến mộ anh nữa, đúng không? Không mà nó cũng tình nghĩa, chứ không có gì. Dạ. Giờ mình mời với số mình nói là bây giờ chị em ơi có 10.000, bây giờ là mua tấm này chiều chị mấy chị em là cũng gặp nhiều may mắn, đúng không? Chúng 2 tỷ. Đúng. Vậy đó, mình phải chúc cho anh ta, chúc chị em mua là với số này là gặp nhiều may mắn, yeah. Giác chiều. Giờ 10.000 này là cũng như xài không có nhiều, đúng không? Mà giờ mua chúng 2 tỷ, vậy đó. Cái người ta phái là người ta mua liền. Thấy không? Yeah. Mình phải biết đường nói chứ. Yeah. Không biết đường nói thì sao được. Tức là buôn bán phải cởi mở vô vẻ. Dạ đúng, phải cởi mở. Chúc khách là mua sức khỏe bình cũng an. Như thí dụ mình bán, đây nè, Tết này tôi tính bán. Thí dụ bán sao, bán nói sao? Bán bông nè. Bây giờ bán bông Nhân Thọ, mình nói rồi, chị ơi, chị mua bông này hay anh ơi mua bông này, đúng không? Bây giờ cũng như là chị mua bông này là năm nay là năm mấy, bao nhiêu, 2000 mấy. Vậy chị mua bông Nhân Thọ, chị sống thọ hoài. À vậy ha. Người ta phải người ta mua liền. Chúc hay quá anh. Ừ. Dạ, chúc hay. Ừ, đúng không? Cứ chúc người ta là cái câu đầu tiên là chúc nhiều sức khỏe với bình an là đúng, okay, mình rồi. Chúc trước, nói chúc mấy chị em là cũng như nhiều sức khỏe. Thấy không? Chị mấy chị em là làm ăn phát tài. Bây giờ chị ủng hộ cho em là 2-3 cặp, 4 cặp là bông. Về chân cho bạn bè cho đẹp. Về chân là cũng như bông Nhắn Thọ là chị sống thọ hoài. Đó, hay chưa, người ta phái, người ta mua đi. Thọ là người ta phái à. Nói với anh Năm ra đường buôn bán không thua ai đâu. Đâu thua ai, hồi đó tôi ghe tôi, hồi đó là tôi xuống là tôi bán. Ba cái hàng là tôi bán nhanh nhất á. Dạ. Mở hàng người ta bao đắt Năm ha. Bao mà đắt luôn. Bao đắt. Mà chị Tiên có thấy Năm nói những cái điều kiện vậy đó, chị thấy sao? Chị thấy tốt. Được. Dạ. Được ha, được dạ. Nhiều không? Nhiều. Được, giờ bày tỏ cảm xúc với Năm đi. Dạ. Chào chú Năm. Ôi chào chào Hoàng Lê. Toàn Lê. Toàn Lê là chú Hoàng, Toàn Lê là nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ Tết là rồi. Năm với Tiền đi bán bông hay vậy? Tiền bán bông á. Em bán được không? Được. Em bán được là bà khác bán rồi mất anh Năm đó. Bán đắt lắm đó. Em buôn bán cũng có ba đắt lắm đó. Bây giờ hỏi Tiền bán bông ra làm sao nè anh Năm? Bán bông bông sẽ ra làm sao? Ừ. Dạ mấy anh mấy chị mua bông tiếp em. Ừ, mua bông dạ. Tiếp bông Nhắn Thọ là Thọ. Mấy anh với mấy chị là sống thọ hoài. Thọ hoài. Chứ đừng có khen mấy chị là đẹp như bông Nhắn Thọ là bông Nhắn Thọ mình phải chúc người ta mới được. Chúc người ta sống lâu. Sống lâu sống thọ. Đó là gì? Rồi ai mua nhiều ăn Năm tặng lịch cuối năm ha. Đúng luôn. Dạ. Rồi bán với số luôn, bán vừa bán bông vừa bán dạ, với số. Bán cái số bông luôn ha. Rồi bán với số nói bây giờ chị mấy chị chúc mấy chị mua. Là chiều chị mấy, chúc mấy chị là chiều gặp nhiều may mắn. Chúng mà cũng như 10.000 chúng 2 tỷ. Dạ. Mà 20.000 2 tấm là chúng 4 tỷ. 4 tỷ. Mà 5 tấm là có 50.000 là chúng 4 là nhiều, 60.000. 10 tỷ đi, 10 tỷ đi. 10 tỷ chị ơi. Tức là bây giờ hiện tại là ăn Năm sẽ bán vé số tại Sa Đéc. Rồi gần Tết thì bán bông. Qua bông Tết luôn. Bán sầu riêng. Ừ. Đúng không anh Năm? Hôm qua anh đi là Sa Đéc là anh dòm dòm là nữa anh lấy bông ở đó về đó. Vậy ha? Ờ, lấy về bán. Dạ. Ừ, cũng có đỏ kinh doanh ghê chứ. Chớ, trời ơi, người ta đi là người ta có mục đích là người ta dòm. Đâu phải đi gì một cái công việc không đi phải nghĩ đó đúng không? Ờ, nghĩ ngang nghĩ dọc hen. Là bên là Sa Đéc là lần qua nhiều. Dạ. Mình đi là mình dòm mối luôn. Dạ. Đó, vừa đi là đi du vừa đi du lịch đồ chơi đúng không? Dạ. Là mình là biết rồi bên đó bông nhiều nữa. Năm mình... năm bữa nay thấy Tiền một đoạn thấy sao? Im đẹp. Im không? Im. Im ha. Ừ. Đồ gà thử rồi giải mỏng không? Nè thấy chưa mỏng nè. Cái này là mặc đồ này cũng còn hơn là qua trinh nữ nè. Đó. Thấy không? Dẻo miệng quá anh Năm ơi. Qua trinh nữ. Sao đơ luôn vậy? À. Tự nhiên sao đơ luôn vậy? Nói từ từ nói khát nước uống cái. À uống nước. Ừ, nó khô. Chị Tiên uống nước gì chưa? Chị Tiên kêu nước chưa? À, Năm rồi cà lăng xíu đi. Hỏi... Dạ em uống nước gì? Dạ. Dạ em uống nước là dừa rau má đi cho má. Dạ.
nói em uống bánh hen, em uống cái đó là má. Dạ uống gì cũng được. Không phải em phải uống nghe lời anh uống cho dạ, má rồi, cho nó sức khỏe mình là đừng có khô khan. Dạ. Nước ra má là nó mát, nước dừa cũng mát. Dạ. Hiểu không? Tâm lý quá ha. Ừ. Tâm lý với em quá ha. Vậy chứ sao? Mấy mốt người anh nói em sức em gì đẹp, em gì không đẹp nữa kìa. Anh là biết hết trơn à. Chị hắn đâm. Ừ. Biết phụ nữ sức em gì đẹp. Biết luôn. Trời ơi. Đó, tâm biết lý dữ vậy ta. Hả? Sao tâm lý dữ vậy? Tâm lý lắm mà biết hết. Dạ. Ừ. Cũng như thí dụ mà là em là cũng như là xài nước hoa thơm nào đó là bây giờ người chồng rồi người ta cũng thích lắm, ai cũng thấy thơm lắm đúng không? Dạ, anh thích nước hoa ha. Thích nước hoa, hoa thơm là anh Năm thích, thích nước hoa đúng. Ừ. Mà nước có xịt nước hoa không anh Năm? Chỉ thích thôi chứ có xài không? Không, không có xài, chưa xài. À chưa xài ha. Ừ, chưa xài. Nào mà đến ngày mà quan trọng mới xài ha. Mà thích là người phụ nữ là xài nước hoa. Dạ. Đó, bây giờ người phụ nữ cũng thích người đàn ông cũng lại là cũng phải thơm to rồi mới được. Anh mua tặng cho em trai đi. Ok, dạ. Đâu có gì đâu. Dạ. Ừ. Dạ. Đâu có gì đâu. Tùy thích nhãn hiệu nào. Hiệu nào cũng được, anh thích là em thích à. À nước hoa anh Năm ha, nhãn hiệu nước hoa anh Năm. Ừ, vậy đó mới được ha. Chứ qua năm đặc biệt lắm mà. Thì cầu quán chừng 3 trái sầu riêng là mua được. 3 trái sầu riêng mua được ha. Được rồi. Năm. Hả? Cái gì vậy? Nói gì đi Năm? Thì đó, nói từ giờ, nói là tê hoài. Tỏ tình với em thì hỏi em hôm qua ngủ ngon không? Đó. Con em có nói gì không? Hôm qua em ngủ ngon không? Thấy anh qua giờ em tối ngủ ngon. Cũng như ám ảnh này, cũng như ám ảnh này, như anh ở đằng trước mặt hoài đó. Dạ, dạ. 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 Trời ơi, hân hạnh quá ha. Rồi anh Năm có ngủ ngon không? Anh Năm ngủ ngon không anh Năm? Không, thấy ngủ mà thấy em mà chụp chụp ôm ôm vô cái ôm không à. Chập chờn á, chập chờn vậy đó anh Năm. Hèn chi thấy này thấy mắt Năm à, thâm quần hết trơn. Thời gian rồi mình ngủ chung, mình ở chung ha. Ừ, ở chung rồi ha. Ở chung làm cái gì? Ở chờ gì? Ở chung hả? Ở chung nấu cơm đồ ăn chứ. Nấu cơm, bắt ốc nấu cơm đồ ăn ha. Anh là bắt ốc em nấu cơm. Rồi tối dẫn đi uống cà phê, cà pháo ha. Tối đầu đi đầu cà phê, pháo rồi vậy đó, chứ có gì đâu. Rồi còn có tiết mục nào nữa không? Nhiều. Ha. Nhiều tiết mục mà. Năm quá hạnh phúc rồi. Thế giờ nếu mà người nào sống tôi là tôi biết ra lăn hết à. Dạ. Tôi biết hạnh phúc nằm chỗ nào hả? Dạ. Hạnh phúc nằm chỗ nào anh Năm? Hạnh phúc bây giờ đi chơi cũng có hạnh phúc, ăn cơm cũng có hạnh phúc, ngủ cũng có hạnh phúc. Dạ. Phải không? Hạnh phúc nhất là cái chỗ rồi nào đi anh du Năm? Lịch cũng có hạnh phúc. Trời, hạnh phúc nhất là chỗ nào? Kìa. Hạnh phúc nghe chàng cho không dám nói. À em tới dưới cái ao ốc đó đúng không? Hạnh phúc nhất đúng không? Ao ốc nữa. Cũng như thí dụ anh mò thì em phải có cái lấy thao. Cái thao bác. Ừ, bác đó vậy đó. Ừ. Có hạnh phúc nữa không? Ừ. Cứ để cho anh Năm mò ốc rồi chị ở dưới rồi chị cứ lấy cái thao. Lấy cái thao rồi. Anh Năm bắt ốc giỏi lắm. Dạ. Bắt ốc. Giỏi không Năm? Giỏi không anh? Giỏi. Dạ, giỏi được. Giỏi mò dính nè. Đừng giống như ông 77 nha. Không có đâu. Không phải bảy giống đi xe lăn rồi đó. Dạ. Đó. Bảy bùi chỉ tiện rồi kìa. Bảy bảy thì sao hơn anh Năm nữa. Nhưng mà hôm qua là nói anh cho anh Năm đi xe lăn luôn đó. Làm sao mà cho được phải không em? Cái gì cũng nhường nhường cái độ ha. Đó đâu. Mình thương nhau là cái gì nó cũng được hết. Mà không thương nhau thì không được ạ. Không rồi không ấy là bước luôn ha. Dạ. Bước ăn luôn à. Dạ. Đâu nữa Năm coi khỏe lắm á. Khỏe lắm á. Khỏe chứ Năm ơi. Hả? Đó coi bàn tay coi chỉ tay Năm ơi, coi chỉ tay luôn. Ừ coi chỉ tay luôn. Rồi, bói luôn Năm, bói luôn, bói luôn. Chỉ tay này là nếu mà có chồng sau này nữa là có hạnh phúc dữ lắm nè. Đó chứ giàu luôn. Giàu luôn ha. Giàu luôn. Rồi cái từ tình duyên là sẽ có chồng hạnh phúc ha. Ờ, còn về đường công danh coi sao này nè. Có cái đường anh mà tài vận đi anh nói thì đường chỉ này là sẽ có anh đó. Ờ,
Không phải là vì tôi nói là không không gì là biết rồi. Dạ. Bây giờ cũng như thí dụ là em là đi tìm chồng sau này đúng không? Đừng chỉ này nè. Chỉ gặp anh rồi. À, phải là gặp một người nữa là em có hạnh phúc gì lắm. Người đó thương em là hết mực luôn. Dạ. Hết mực trong lòng luôn. Là anh đó nghe. À, thì sau cho anh đi. Dạ, dạ. Thấy không? Dạ, mừng không? Mừng lắm, mừng. Dạ. Có coi đường công danh luôn đi nói luôn. Hả? Coi đường tài vận coi sao? Tài vận. Số có may mắn nữa không? May mắn nè. Mấy con? Thì đường này nè, đường chạy vô đây may mắn.